Dạ vâng, em chào thầy ạ. Bao nhiêu người dự đây? 274. Mọi người nhìn rõ màn hình cái gì? Dạ thưa thầy, bọn em nhìn được ạ. Nghe rõ mà nhìn rõ đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi, chúng ta bắt đầu học cái bài. Hôm nay chúng ta sẽ học cái bài, cái tên ở trong cái chương trình cũ trước đây á là hội chứng thiếu máu cấp tính chi. Nhưng mà đáng lẽ phải thay đổi đi, bộ môn các em không được thay đổi gì cả. Tôi nói đến 10 năm nay rồi là thay đổi là hội chứng thiếu máu chi. Có rất nhiều thứ, thiếu cấp tính là ngày xưa rồi. Khi mà chúng ta ăn lông ở lỗ chúng ta mới học một thứ cấp tính để chúng ta chữa bệnh thôi. Còn bây giờ chúng ta biết nhiều rồi, chúng ta phải học nó bài bản, nên là hội chứng thiếu máu chi. Nhắc ra nhắc mọi người bao lần rồi, đừng có ghi hội chứng thiếu cấp tính chi nữa nha. Hội chứng thiếu máu chi, đây là một trong những bài học cơ bản của sinh viên. À, đại cương giới thiệu một chút về các cái bệnh lý mạch máu. Chúng ta phải hiểu rằng bệnh lý mạch máu nó rộng vô cùng, nó rộng ví dụ như là bệnh lý mạch máu nó rộng bằng quả bóng bóng đá ấy, hiểu không? Thế thì cái bệnh lý mạch máu chi ấy, thì nó bằng cái quả bóng bàn ở trong cái quả bóng ấy, mà cái hội chứng thiếu máu cấp tính chi ấy, nó bằng cái hòn bi trẻ con chơi ấy, nằm trong quả bóng bàn nữa. Thế thành ra là trước đây chúng ta học, chúng ta chỉ học một tí cái hòn bi thôi. Bây giờ chúng ta phải học quả bóng bàn đi nhá. Cái thứ hai á, tại sao chúng ta lại học cái bài này? Thế thì một quả bóng đá nó chứa được 50 quả bóng bàn trong quả bóng bàn, thế sao chúng ta lại học một thứ thôi? Tại vì nó nằm ở trung tâm, nằm ở cái vị trí quan trọng nhất của cái gốc của cái vấn đề bệnh lý mạch máu, chính là chúng ta mới học cái đấy, là cái mà cái nguồn gốc cái cơ bản nó như thế nhá. Thế thì đấy là cái nội dung chính chúng ta phải học bài này. Chúng ta thấy rằng là cái trên trang web trên cùng đó, để các bạn nhắc thôi, trong web các bạn có thể vào để tra cứu những cái bài giảng này thôi nhá. Các bạn biết rằng là cái hội chứng máu chi ấy, nó có nhiều bệnh lý nó gây ra thiếu máu. Nó có thể do sơ vữa mạch máu, có thể do chấn thương, do vết thương, do tắc mạch, rồi do nhiễm trùng, do Oxle, do tiểu đường, vân vân, do bệnh tự miễn. Rất nhiều nguyên nhân nó gây ra một cái thiếu máu chi do hẹp hoặc tắc cái động mạch nuôi chi, đúng không? Thế thì khi nào nó gây thiếu máu chi, tức là nó gây ra một cái thiếu máu, tức là khi mà cái trục mạch chính ấy, cái động mạch chính nuôi cái chi đó nó bị tắc lại thì nó gây thiếu máu. Cái trục mạch chính là cái gì? Nó tính từ chi trên, nó tính từ cái động mạch nách rồi ra động mạch cánh tay và xuống động mạch quay trụ ở phía dưới. Đấy, còn ở chi dưới ấy, thì nó tính từ động mạch trậu ngoài cho đến động mạch đùi trung, đùi nông, đùi sâu, rồi động mạch kheo và ba động mạch cẳng chân, đặc biệt là động mạch chạy trước và chạy sau. Đó. Thế tại sao những cái mạch ở bàn tay, bàn chân người ta không tính là độ chứng thiếu máu chi đấy, nhưng người ta không, nó chỉ là một phần nhỏ của chi thôi. Thứ hai là bệnh lý nó vô cùng phức tạp. À, nhưng gọi là bệnh lý mạch ngọt chi, là một lĩnh vực mà chúng ta chưa nghiên cứu ở đây, nó là một lĩnh vực riêng. Ở trong cái thiếu máu chi, bệnh lý mạch ngọt chi là cái riêng mà nó nằm trong rất nhiều cái bệnh cảnh phức tạp, tức là thiếu máu riêng cái bàn tay, ngón tay thôi, hoặc thiếu máu riêng cái bàn chân thôi. Trong khi cái mạch ở trên nó ổn định ấy, thì cái đấy là những bệnh cảnh chung. Chứ còn nếu mà trong những bệnh cảnh toàn thân ấy, thì khi đã bị hẹp hoặc tắc là nó bị hẹp toàn thân. Đó. Đấy là những cái vấn đề chúng ta phải hiểu đấy. Vậy thì nó thấy là nguyên nhân nó gây ra thiếu máu chi, nó tắc các hệ thống động mạch như vậy, nó rộng như vậy, thì tùy theo cái nguyên nhân, tùy theo mức độ tắc, tùy theo cái tiến triển của cái tắc đó, nó đột ngột nó tắc ngay, hự một cái nó tắc luôn, hoặc là nó gì ạ, nó từ từ nó hẹp dần rồi nó tắc lại, hoặc là nó hẹp dần lại. Nhưng mà trong quá trình đang hẹp đó tự nhiên nó tắc hự một cái. À, thì nó gây ra các cái vấn đề, các cái biểu hiện lâm sàng, biểu hiện ra ngoài lâm sàng là hội chứng thiếu máu cấp tính chi hoặc mãn tính chi hoặc bán cấp tính chi, là các biểu hiện lâm sàng. Vậy thì cấp tính cái mãn tính cái bán cấp tính đây, theo cái bộ môn ngoại, cái bộ môn nội phân môn tim mạch của chúng tôi chia ấy, thì nó là cái theo cái diễn biến lâm sàng nó là cấp tính, bán cấp tính hoặc là mãn tính, chứ không phải theo căn nguyên gây bệnh. Và đương nhiên nó đi kèm theo nó là các căn nguyên thường gặp. Ví dụ cấp tính chi thì thông thường gặp ở những cái nhóm bệnh mà nó bị tắc đột ngột cái mạch máu đang nuôi, đang cấp máu cho chi bị tắc đột ngột. Còn những cái mãn mãn tính chi là những cái mà mạch có từ từ nó hẹp, có tắc lại. Còn những cái bán cấp từ nó bắt đầu ấy, thực chất bản chất nó là cái đang tiến triển của thiếu máu mãn tính, nhưng bây giờ nó tắc đột ngột lại, thế thì nó cũng gây ra một cái biểu hiện gần giống như là cấp tính chi, nhưng mà cái mức độ cái bệnh lý nó khác và tiên lượng nó khác. Chính vì vậy nó chia làm ba, để sản phẫu bệnh nó chia làm ba nhóm như vậy đó, điều như vậy. Thế mà ở trong cái chữ cấp tính chi, các bạn thấy có một cái gì, một cái chữ embolism này. Embolism là một khái niệm chúng ta phải biết tiếng Anh dần đi đúng không, ngoại ngữ dần đi, cái từ đó mình rất khó dịch, dịch ra tiếng Việt nó là thuyên tắc mạch, thuyên tắc động mạch. Ê, mấy thầy nội mình dịch như thế, nhưng mà nghe nó nặng nề, không ở thế giới người ta có dùng thuyên tắc đâu, người ta dùng embolism thì dùng embolism đi, embolism đi đúng không, emboli tiếng Pháp hoặc embolism tiếng Anh.
Thế thì là cái đấy là một trong những nguyên nhân nó hay gây ra thiếu cấp tính chi, tức là cái mạch nó đang yên đang lành, thế có một cục ở đâu nó trôi đấy tắc cự lại, cái được trọng động mạch, ví dụ ở tim nó rụng ra mổ, ở mạch ở trên vòng động mạch chủ mực nó rụng ra một cục nước khối và mảng xơ vữa nó trôi xuống tắc cự cái này, và một cái địa đấy nó gây ra một cái thiếu máu chi cấp tính, thì cái đấy gọi là embolism. Một khái niệm thứ hai để mình phân biệt đó, nó là thrombosis. Thrombosis là cái, nếu gọi embolism thì cái vật gây tắc của nó ấy, có thể là máu cục, có thể là mảng xơ vữa, có thể là cục của nhiễm trùng, cục sùi của nhiễm trùng, vân vân, dị vật là thuốc mỡ chúng ta bơm nhầm vào động mạch vân vân, tất cả những yếu tố đó nó đều là embolism hết. Nhưng cái khái niệm thứ hai ở trong hay gặp trong thông báo bán cấp tính chi ấy, nó gọi là khái niệm thrombosis. Thrombosis đã gọi là thrombosis là huyết khối, nó là huyết khối. Đấy, thrombosis là huyết khối. Huyết khối nó được hình thành trên nền một cái mạch máu thông thường, nó được hình thành ở đâu, nó có thể hình thành khắp mọi nơi. Từ chúng ta làm cái gì đấy tiêm thuốc nhầm vào trong mạch máu thì nó thrombosis, nó tắc hết mạch lại vân vân chẳng hạn thế. Nhưng mà thông thường hay gặp cái thrombosis nó xảy ra ở trong cái bệnh cảnh đối trong bệnh cảnh thiếu máu chi ấy, nếu riêng thiếu máu chi hay xảy ra cái nhóm bệnh thiếu máu bán cấp tính chi, tức là cái mạch máu người ta đang bị xơ vữa đang hẹp dần lại, rồi giờ do bong cái mảng xơ vữa ra, do loét hay do cái gì đấy trên thành mạch mà hình thành cái cục huyết khối tại chỗ, và huyết khối đó nó gây tắc cái lòng mạch chính. Lúc cái mạch nó bị hẹp lại, cái mạch nó đang sống nhờ cái tuần hoàn phụ, đang sống nhờ cái xơ vữa nhờ tuần hoàn phụ nó đi nuôi cái mạch chi này, thì tự nhiên bây giờ cái tuần hoàn phụ chính của nó bị tắc cự lại một cái và làm cho gì ạ, làm cho thiếu máu chi. Thì lúc đó thường là dẫn đến một cái thiếu máu bán cấp tính chi. Vậy thì tôi nói đây là cái embolism hay thrombosis chỉ là hai khái niệm của một cái trong cái bệnh lý mạch máu người ta dùng để mình ta học để biết thôi, chứ không phải là embolism thì hay gặp ở trong thiếu máu cấp tính, còn thrombosis thì hay gặp ở trong bán cấp tính, chứ không phải nghĩa là chỉ có nó. Cái từ thrombosis không phải đồng nghĩa với từ bán cấp tính, cũng như embolism nó không đồng nghĩa với sự cấp tính, nhưng mà nó hay gặp từ đấy. Nhưng chúng ta hay nhầm lẫn giữa hai khái niệm đó, thì tôi in đỏ lên nhấn mạnh cho các em thôi, chứ còn thực chất nó là gì chúng ta cũng nhớ lại bài, tức là cái về mặt giải phẫu bệnh có ba, của ba loại thiếu máu cấp tính, của máu chi này thì thiếu cấp tính tức là mạch nó bị, mạch nó đang yên đang lành nên tắc cự một cái là cấp tính hay gặp, rồi diễn biến rất là cấp tính, diễn biến cấp tính. Và cái đó chủ yếu gặp ở trong mấy thứ, thứ nhất là cái embolism, tức là cái gì ạ, cái chuyên trôi gì đấy tắc mạch đột ngột, thứ hai là chấn thương mạch ở vết thương mạch máu, đó là cái những cái chúng ta đã học rồi. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm thiếu máu mãn tính chi, tức là cái mạch nó cứ hẹp dần sơ vữa có thời gian, thế rồi nó tắc lại, có mèo lên rồi nó tắc lại, và cái chi đó thì bị thiếu máu thì cái ngừng cấp máu qua đường trục chính, nhưng mà nó được cấp máu bởi rất nhiều tuần hoàn phụ, vì trong quá trình nhiều tháng nhiều năm nó tiến triển như vậy thì cơ thể nó tự bù trừ một cách là cái hệ thống tuần hoàn phụ nó mở rất tốt và nó nuôi được cái chi đó sống thêm được một thời gian rất lâu nữa sau khi cái mạch trục chính đã tắc rồi, nhiều tháng nhiều năm sau. Và cái Ủa thiếu thưa máu á, cái thiếu máu thì sẽ học, cái thiếu máu nó thầy sẽ em đến xem từ cho một chút đời. là slide của thầy nó không không chạy, thầy thử ra ngoài xong bấm share lại toàn màn hình đấy, thì cái slide nó đang chưa chuyển hình như thầy để toàn màn hình xong nó không ấy. Toàn màn hình hả? Nó đi vâng đâu, nó vâng đi đâu? vâng thầy cứ thầy cắt cái còn màn hình đi ạ để cho nó chuyển đây đây đúng rồi đây đây Rồi. Thế đây thì thầy để toàn cái thiếu mãn tính nó tiến triển một cách từ từ, chính vì vậy cho nên là cái chi nó kể cả cái thiếu máu nó tiến triển rất là chậm. Thế còn cái thằng nhớ cái bán cấp tính chi là mạch nó tương đối ổn, tuần hoàn phụ nó đang phát triển dở, nó đang bị thiếu máu mãn tính, nó đang phát triển dở tuần hoàn phụ nhưng mà phát triển chưa được nhiều, tự nhiên bây giờ cái trục chính nó bị tắc bởi huyết khối thì nó gây ra một cái nhóm là thiếu bán cấp tính chi. Các tác giả nước ngoài thì thường người ta chỉ phân là cấp tính và mãn tính. Trong cái mãn tính thì người ta lấy cái bán cấp tính này, người ta sẽ gọi là cái từ gọi là cái này gọi là cấp tính, tiếng Anh nó gọi là acute, thế còn cái bán cấp tính nó gọi là critical ischemia, tức là thiếu máu thảm họa, thiếu máu nguy hiểm, đúng không? Critical cái máu đe dọa rất nặng. Thế thì trong cái đó, nhưng mà qua thực hành lâm sàng chúng tôi thấy rằng ở Việt Đức chúng tôi làm rất nhiều mạch máu, có lẽ là Việt Đức ngoài Bắc thì là Việt Đức mà miền Nam thì là bệnh viện Chợ Rẫy, là hai cơ sở mà làm mạch máu nhiều nhất cái nước Việt Nam này, chúng tôi làm rất nhiều nên mới thấy rằng là nếu mà chúng ta với trình độ bác sĩ như chúng ta, nếu chúng ta học dịch sách Tây ra dùng là cấp tính và mãn tính thì bác sĩ chúng ta không học được, không đủ trình để hiểu được hay là hiểu biết sâu được, bệnh nó quá phức tạp, và như vậy thì người bệnh tiếp tục sẽ phải chịu cái hậu quả là phần lớn được phát hiện khi chân nó đen xì đến thì cắt cụt thôi, chứ còn giai đoạn còn điều trị được thì không phát hiện được. Chính vì vậy từ mười mấy năm nay rồi, 20 năm nay chúng tôi đã phải chia ra thành ba cái nhóm như thế này để chúng ta có một khái niệm nó khác đi so với chúng ta phải hiểu, chứ bác cấp tính khác đi để chúng ta có một thái độ điều trị phù hợp hơn. Đây đây là những hình ảnh minh họa phía dưới, đây là cái embolism một cái tắc cấp tính, hoặc ở đây là chấn thương vết thương mạch máu, chúng ta học rồi Y3 rồi Y4 rồi Y3 rồi, và đây là thiếu máu mãn tính hẹp xơ vữa tuần hoàn phụ rất phát triển ở đây,
Và đây là thiếu máu bán thuốc tính chi tuần hoàn phụ mới phát triển chưa nhiều lắm nhưng mà bị tắc bởi yếu khối và thường nó gây ra một cái thiếu máu bán cấp tính chi. Thế thì về chúng ta về mặt sinh về mặt diễn trị, tiến triển bệnh ấy có ba cái so sánh ba cái nhóm bệnh với nhau như thế nào. Thế thì về mặt tiểu phẫu bệnh chúng ta xem rồi, về mặt chẩn đoán ấy thì đối với cấp tính chi thông thường, người có tính chi thông thường nhá, tức là hay hầu đa số là gặp trong chấn thương vết thương và embolism mà, cho nên là việc chẩn đoán của nó thì tương đối đơn giản bằng lâm sàng. Chúng ta khám về cái hội chứng theo cấp tính chi chúng ta được học y ba rồi đó. Có một số tác giả nước ngoài người ta xét trong nước cũng vậy, dịch sách nước ngoài ra biết là 5P, 5P không sai, nhưng 5P không dành cho chúng thầy thuốc được phổ thông được, vì 5P nó chỉ là xác định được có bệnh nhân có thiếu máu thôi, chúng ta không định vị được giai đoạn thiếu máu, không xác định được mức độ thiếu máu để đưa ra các độ điều trị phù hợp. Thì cái 5P theo quan điểm của phân môn tim mạch của chúng tôi chỉ là cái chúng ta tham khảo. Chúng ta dùng là dùng cái hội chứng theo cấp tính chi chúng ta, vì với cái hội chứng của chúng ta có thể phân được mức độ giai đoạn thiếu máu và từ đó đưa ra các độ điều trị phù hợp được. Thế vì chẩn đoán và lâm sàng rất đơn giản, hội chứng cấp chi cộng với thì cùng lắm là bây giờ chúng ta có siêu âm mạch nó phổ cập được tất cả các tỉnh rồi. Chúng ta dùng siêu âm mạch có thể chẩn đoán được thêm nếu mà sự lâm sàng chưa chắc chắn hoặc là chúng ta chưa có kinh nghiệm, thì siêu âm mạch có thể giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Đó. Về mặt chẩn đoán ngược lại, chẩn đoán thiếu máu mãn tính của bác cấp tính chi thì vô cùng phức tạp, vì toàn thân thì toàn bộ cái hệ thống mạch máu nó đã bị sơ vữa, nó đang bị hỏng rồi, cho nên là về mặt lâm sàng chúng ta thấy một cái vị thiếu máu chi là rõ rồi, có những cái dạng thiếu máu rất là cấp tính, thiếu máu vừa, thiếu máu nhẹ, nhiều cấp độ khác nhau. Tuy nhiên là gì, tuy nhiên là nếu mà chúng ta dùng siêu âm mạch không thì chưa đủ, thì siêu âm mạch chỉ đọc được là mạch nó giảm tốc độ dòng máu, thế rồi có chỗ dày lên nghi hơi vôi vân vân vân, đọc được vài ba chỗ chứ còn không đọc được nhiều. Và muốn xác định được điều trị được cho nó hợp lý thì chúng ta bắt buộc phải chụp mạch. Chụp mạch thì bây giờ người ta bỏ những khái niệm chụp mạch angio, tức là chụp bằng mặt bằng bơm thuốc vào động mạch rồi, kể cả chụp chọn lọc bằng Schrödinger người ta cũng gần như bỏ, bởi vì nó là can thiệp chảy máu nguy hiểm cho người bệnh, mất thời gian, rất là nhiều thứ bất lợi của nó. Chính vì vậy cho nên người ta phần lớn bây giờ là dùng chụp các lớp da dãy để chúng ta sẽ học để chẩn đoán được cái thông tuổi mạch, và đây là cái phương tiện chẩn đoán chính của chúng ta bây giờ đối với bệnh lý thiếu máu mãn tính và bao cấp tính chi. Ngoài ra chúng ta phải làm chẩn đoán các bệnh lý toàn thân, vì đây là cái trường hợp này có thể nó là chấn thương vết thương hoặc tắc mạch cũng là toàn thân, nhưng nó mức độ nó khác, nhẹ nó khác. Còn đây là cái bệnh toàn thân rất phức tạp, vì kèm ví dụ như là bệnh hay gặp nhất là bệnh sơ vữa mạch máu. Cái sơ vữa mạch máu nó sẽ bị cả mạch cảnh, bị cả mạch vành, bị cả mạch bụng, bị cả mạch thận, mạch tạng, mạch chi khắp nơi, thành ra là việc đánh giá cái mức cảnh cái bệnh cảnh mạch máu toàn thân được bắt buộc phải làm trong quá trình làm đi làm chẩn đoán những cái này để có thái độ điều trị nó đúng đó. Ví dụ trong cấp cứu thì làm đến đâu và trong mổ phiên thì làm đến đâu. Về mặt tiến triển mà nói thì mức cấp tính chi thì vô cùng cấp tính. Chúng tôi lấy cái mốc 6 giờ là cái mốc chúng ta tự đặt ra thôi, dựa trên nhiều nghiên cứu thấy rằng cái mốc đó ăn án quá đó là nguy hiểm, qua cái mốc đó là nguy hiểm, lấy cái mốc đó. Chứ còn hội chứng theo mức cấp tính chi cái phần sau chúng ta sẽ học thấy nó phức tạp hơn nhiều, và nếu mà đến muộn thì cái chi nó sẽ bị hoại tử ở đâu, nó hoại tử ở chi ngay dưới chỗ tắc động mạch, ví dụ tắc ở đùi thì nó hoại tử từ phần ma dưới đùi trở xuống, tắc ở chậu nó sẽ hoại tử từ đùi trở xuống, tắc ở kheo nó sẽ hoại tử cả chân và bàn chân, đấy là tắc ngay ở phía dưới chi. Còn đối với tiến triển của cái anh chàng mãn tính này thì tiến rất chậm, qua nhiều tháng nhiều năm, thông thường từ lúc khởi phát đến lúc tắc mạch 5-7 năm rất dài rất lâu, và phần lớn xảy ra những người mãn tính ví dụ như là bệnh sơ vữa mạch máu, ví dụ như tiểu đường vân vân, nhiều tháng năm nó diễn biến rồi mới đến tắc mạch. Và khi mạch nó tắc, nó thiếu máu, lúc nào đó không chịu nổi tuần hoàn phụ nuôi chi không được ấy, không đủ nữa thì nó còn nó hoại tử. Nhưng thay vì nó hoại tử ngay giữa chỗ tắc thì nó hoại tử dần từ ngọn chi, từ cái nơi xa biên giới xa xôi nhất nó bị hỏng, nó hoại tử dần từ đầu ngón chân ngón cái, đầu ngón út từ hồi từ lên. Trong ví dụ là tắc ở động mạch chủ, tắc ở chẳng qua động mạch chủ, tắc ở động mạch chậu gốc, nhưng mà ngọn hoại tử một tí chỏ ngón chân hoại tử dần đi lên, đấy là chứ không phải là hoại tử ở dưới chỗ tắc như là trong cấp tính chi, đấy là đặc điểm hoàn toàn khác. Chứ còn anh chàng bán cấp tính chi thì sao, nó lại là trung gian ở giữa, tức là cái thời gian tiến triển của nó của bệnh nguyên phát là bệnh thiếu máu mãn tính chi thì từ rất lâu rồi, nhưng cái giai đoạn tắc mạch nó tiến triển thrombosis nó gây tắc mạch mà gây tiến triển cấp tính như này này, nó cho phép chúng ta 6 ngày hoặc 7 ngày, các bạn tùy, các bạn nhớ số nào dễ nhớ, sáu đến số 7, các bạn nhớ từ 6 đến 7 ngày là giai đoạn nó tiến triển cấp tính giai đoạn đó, đã cấp tính giai đoạn đó. Nếu mà qua thì thay vì cái này là 6 giờ thì cái này là 6 ngày, thế thì thay trong giai đoạn đó nếu chúng ta không chẩn đoán và điều trị kịp thời thì cái chi nó cũng sẽ hoại tử, và nó hoại tử giống như là thiếu máu cấp tính chi đấy, nhưng mà cái thời gian nó tiến triển chậm hơn. Tại sao như thế? Tại vì nó có được cái tuần hoàn phụ, tuần hoàn phụ nó nuôi được cái chi được phần nào đó
trong quá trình mà nó bị thiếu máu. Chính vì vậy nên cái thời gian thiếu máu đến đến chậm hơn một chút so với cấp tính chi, và nếu mà hoại tử thì nó sẽ hoại tử phần chi dưới chỗ tắc động mạch, ví dụ như bị tắc ở chợ đùi kheo thì nó hoại tử cẳng chân bàn chân. Đây là những cái mà chúng ta thấy rằng là mặc dù có hơi vị cái mức độ hoại tử nó hơi thấp hơn một chút so với cái cấp tính chi, nhưng mà hoại tử cao ở ngay dưới tắc thôi chứ không hoại tử tận ngọn chi giống không bán tính được. Vậy đấy cái tiến triển nó khác hoàn toàn nha. Để mà điều trị ấy, thì cái so sánh là mà nói ấy, cái phẫu thuật cấp tính chi ấy, thì tương đối đơn giản. Ví dụ như chấn thương vết thương mạch máu của chúng ta mổ, người ta nối cắt lọc nối lại, chúng ta gặp rất nhiều hàng ngày ở bệnh viện rồi. Thế còn nếu mà tắc mạch do embolism ấy, thì chúng ta chỉ cần đục một lỗ ở thành động mạch ở cái chỗ nào mà nông ấy, thông thường ở bẹn hoặc ở cánh tay chỗ nông nhất ấy. Chúng ta luồn cái dụng cụ là cái ống thông Fogarty vào trong, ta bơm bóng ta rút nó ra thì là lôi được cái gì vào ở trong da và tái thông ở lòng mạch. Đấy là cái phẫu thuật nó tương đối đơn giản. Trong khi cái phẫu thuật điều trị trong ống mãn tính chi thì là vô cùng phức tạp vì cái mạch tổn thương khắp nơi, ví dụ như là mạch chi dưới nó hỏng từ động mạch chủ xuống động mạch trọng, động mạch đùi, động mạch keo, động mạch cẳng chân, động mạch bàn chân đều hỏng hết, đều mức độ hẹp xơ vữa hết, và nó chỗ đi hẹp tắc, chỗ đi hẹp nặng, chỗ đi hẹp vừa. Thế thì việc điều trị chúng ta vô cùng phức tạp. Sau khi chúng ta chẩn đoán phức tạp xong, chúng ta phải có thay đổi điều trị phức tạp. Điều trị nhiều khi là phối hợp rất nhiều phương pháp với nhau, phải phải thay đoạn mạch, phải bắt cầu động mạch, phải tạo hình động mạch, và rất nhiều thứ để mà có thể tiến hành điều trị được cái này, mà phải có chẩn đoán biết điều trị đúng được. Cũng tương tự như vậy, thiếu máu cấp tính chi, nhiều người không biết nghĩ là chẩn đoán nhầm mãn cấp tính chi thành cấp tính chi, mổ ra lấy huyết khối lấy thì vỡ hết cả bóng, cái bóng nó chỉ sắc vô nó sắc nó cứa hết trong người đó không hiệu quả, và vì chúng ta lấy thì chúng ta làm bong hết cái nội mạc ở bên trong mạch máu ra, nó đang bị xơ vữa bong ra và làm cho cái thiếu máu thảm họa hơn và bệnh nhân nặng nề hơn rất nhiều. Nếu chúng ta không điều trị đúng như là điều trị thiếu máu mãn tính mà chúng ta lại mở động mạch ra, chúng ta đưa cái xông này chúng ta lấy huyết khối bên trong thì thảm họa xảy ra với người bệnh nha. Về tiên lượng thì nếu mà chúng ta mổ sớm đối với thiếu cấp tính chi này, kể cả chấn thương vết thương hoặc emboli thì chúng ta sẽ bệnh nhân sẽ khỏi hoàn toàn, và nếu mà là do emboli thì chúng ta sau khi bệnh nhân khỏi được cái thiếu máu chi, chúng ta quay lại điều trị cái bệnh căn. Bệnh căn ví dụ như là bệnh van tim nó gây huyết khối trong tim nó bong ra, bệnh Oxlade trong tim nó bong cục ra thôi, tắc mạch chi thì chúng ta sẽ điều trị cái bệnh căn ở tim. Nhưng nói chung là về mặt thiếu máu chi là có thể khỏi hoàn toàn nếu chúng ta mổ sớm ở giai đoạn thiếu máu còn hồi phục. Còn đối với máu thiếu máu mãn tính chi ấy, thì là nguyên tắc điều trị thiếu máu mãn tính chi chỉ là bảo tồn chi tối đa, không làm cách nào cả. Cái mạch nó hỏng nặng như vậy rồi, nó không cách nào mà thay thế được hoàn toàn cái mạch được, cho nên là chúng ta nguyên tắc là bảo tồn chi tối đa. Vì ví dụ như thiếu máu đổ đến năm nay, nếu chúng ta không làm gì cả thì bệnh nhân năm nay phải cắt cụt chi, chúng ta điều trị mổ xẻ hoặc can thiệp xong cái nào đó để bệnh nhân sống được đến cái chi sống thêm được vài năm nữa nó mới phải cắt. Hay thứ hai là gì, tối đa là gì, ví dụ đến nếu chúng ta cái chân này nó khi phải cắt cái đùi nếu chúng ta không làm gì cả, thì nếu chúng ta mổ chúng ta làm can thiệp các thứ thì có thể chỉ cắt nửa của bàn chân thôi, chân là bệnh đấy là cái gọi là chỉ tối đa, theo có nghĩa như vậy. Tôi biết chưa, khi thằng nào đang để máy để ấy thì bỏ đi cái, bạn nào đang để loa tắt đi. Đối với thiếu máu chi ấy, bán cấp tính chi thì rất tiếc là do chúng ta còn hiểu biết về cái bệnh này chưa đúng, cho nên cho đến bây giờ sau khi chúng tôi đưa vào chương trình giảng dạy từ hơn 20 năm nay rồi, nhưng cho đến bây giờ cái tỷ lệ phát hiện muộn vẫn còn cao. Trước đây phát hiện muộn gần như 98-90% phát hiện muộn, mà bây giờ vẫn chiếm đến 30% 40%, thành ra vẫn còn chỉ định cắt cụt vẫn còn khá cao. Hiện tại các chỉ định cắt cụt chi trong ba nhóm bệnh trước đây đó, thiếu máu cấp tính chi là thiếu máu là cắt cụt nhiều nhất vì do sót chẩn đoán, còn bây giờ thiếu máu bán cấp tính chi là tỷ lệ cắt cụt nhiều nhất do cũng là do sót chẩn đoán, còn cấp tính chi thì hầu hết chúng ta chẩn đoán được rồi. Đấy là có sự tiến bộ, nhưng tiến bộ nó cũng chưa được hoàn toàn tốt do chúng ta chủ yếu là không hiểu được cái bệnh này nên không chẩn đoán được. Và nguyên tắc điều trị của thiếu máu cấp tính chi cũng giống như thiếu máu mãn tính chi thôi, là bảo tồn chi tối đa chứ không phải là mổ xong một lần là khỏi. Chúng ta có cách mổ bắt cầu, chúng ta làm thế nào đó để cố gắng là cái chi nó không phải cắt và bảo tồn thêm một thời gian nữa cho cái chi cho bệnh nhân, nguyên tắc chứng như vậy. Chúng ta sang đến phần tiếp theo là cái phần các bạn có câu hỏi chat đấy, sau nói sau nhé, tại vì 9 cái chat rồi nhưng tôi đang nghe giảng, cái gì các bạn nghe không rõ là các bạn báo, chứ còn tôi tập trung vào tôi giảng đã, tí trả lời nói chuyện thảo luận sau. Thế hội chứng thiếu máu cấp tính chi do tắc mạch, chúng ta quay vào cái bệnh nhóm bệnh đầu tiên là thiếu máu cấp tính chi do tắc mạch, là chúng ta đang tại sao chúng ta chỉ học do tắc mạch thôi, chúng ta không học do chấn thương vết thương. Chấn thương vết thương chúng ta học rồi đúng không, học từ Y4 rồi, Y3 rồi, chúng ta không học lại nữa, chúng ta học cái tắc mạch thôi là cái lĩnh vực mới nha. Tôi không nhắc lại về cũ nữa, thì cái sơ đồ thiếu máu cũng giống như là trong thiếu máu của chấn thương vết thương thôi, tôi để chữ tắc đứt chấn thương vết thương này này, đấy tôi không xóa cái từ này đi. Và sau khi thiếu máu xong đấy thì cái chi nó còn được sống một thời gian ở cái vùng xanh này này, nhờ cái tuần hoàn phụ có cái nhánh bên nó nuôi cái chi đó sống một thời gian. Thời gian này là bao lâu thì chưa biết, có thể là vài ba tiếng, có thể là nửa ngày, có thể là một ngày, tùy theo quý vị, tùy theo rất nhiều yếu tố.
tùy theo ba yếu tố chính nó đã học tối bốn rồi, tùy theo cái vị trí tắc, tùy theo cái tuần hoàn phụ và tùy theo huyết động của bệnh nhân, nó là ba yếu tố rất quan trọng. Ví dụ bệnh nhân sốc huyết áp của 40, 50, 60 thì chỉ tắc khoảng 2 tiếng thôi là chân nó thối, nó hỏng cứng khớp. Nhưng nếu mà huyết áp tốt thì 10, 12 tiếng thì chưa vẫn còn chân vẫn sống được. Đấy là ví dụ, cái ví dụ em thấy là như vậy. Thế thì giai đoạn đường xanh này, giai đoạn chúng tôi đặt cho cái tên là giai đoạn thiếu máu còn hồi phục. Còn hồi phục tức là ở giai đoạn này khái niệm là như thế nào? Nếu chúng ta cấp lại máu cho bệnh nhân ở giai đoạn này thì cái chi phục cái chi đó hồi phục hoàn toàn về phương diện cấp máu. Tôi chỉ nói về cấp máu thì còn như chấn thương vết thương nó gãy xương nó đứt cơ thì làm sao phục hồi được, nhưng nó phục hồi là phục hồi về cấp máu, nó không bị hỏng chi do thiếu máu. Thế sau đó nếu chúng ta không chẩn đoán xử trí kịp thì cái chi nó thiếu máu quá bắt đầu nó chuyển sang nó hỏng, nó chết các cái tổ chức thần kinh cơ phần mềm bắt đầu chết, đúng không? Thế thì lúc đó lúc bắt đầu chết các tổ chức đó thì nó chuyển sang thiếu máu, bắt đầu chuyển sang thiếu máu không hồi phục. Tuy nhiên đó, trong giai đoạn đầu sau chết, sau khi cơ bắt đầu chết ấy, thì là gì, thì là giai đoạn đầu ấy, thì cái phần chết nó ít thôi, nó phần sống nó còn nhiều, và ở thời điểm đó chúng ta vẫn có thể cứu vãn được cái chi cho bệnh nhân chưa mức phải cắt cụt đi. Thì chúng tôi chia ra một cái khái niệm ban đầu đó là thiếu máu chi một phần, phần bao nhiêu thì chưa biết, nó có thể là sau 6 tiếng đến 12 tiếng, 14 tiếng, 16 tiếng, 20 tiếng, một ngày, 2 ngày, nhưng là thiếu máu của nó là thiếu máu chi một phần. Ở giai đoạn đó thì chúng ta vẫn có khả năng, vẫn có chỉ định cứu vãn chi, nhưng mà nhiều khi phải kết hợp, phải cắt lọc, cắt bỏ một số cái vùng cơ chết đi, còn cơ sống còn lại còn nhiều chúng ta bảo tồn. Và ở ở giai đoạn đó chúng ta vẫn còn chỉ định vì cái phần cơ chết nó ít, cho nên nếu chúng ta có nối lại mạch máu ấy, thì cái máu độc nó quay trở lại với bệnh nhân, nó gây nhiễm độc bệnh nhân nó ít thôi và bệnh nhân vẫn sống được, không có bị các biến chứng rủi ro mà nó xảy ra, đúng không? Trong khi đó thì đối với sau khi cái đoạn này xong rồi ấy, thì nó sẽ chuyển sang giai đoạn thiếu máu hồi phục hoàn toàn. Tức là cái phần nó khi đó cái tổ chức chết ở chi nó nhiều quá rồi, chúng ta chống chỉ định bảo tồn chi nữa, vì nếu chúng ta bảo tồn chi chúng ta sẽ đưa máu xuống, bơm máu xuống, máu nó sẽ chui về tim, chui về thận, những cái tổ chức máu rất độc rất bẩn của cơ phía dưới nó chết nhiều cái này và gây bệnh nhân suy thận cấp, gây một sốc nhiễm độc cấp và bệnh nhân chết tử vong ngay, sốc tổ huyết áp tử vong ngay. Thành ra ở giai đoạn đó chúng ta không được phép cứu chi nữa, chúng ta không được thử cố nữa mà phải bỏ cái chi đó. Nếu chúng ta nối mạch thời điểm này ở cái vùng đen này là chúng ta làm sai và bệnh nhân chết là do chúng ta gây ra đấy. Chính vì vậy cho nên là cái bỏ cái vùng đen này là phải cắt chi, tức là cái vùng đó cái tổ chức nó chết nhiều quá, nó không bảo tồn nữa. Còn chờ đến khi chân nó thối đen xì bốc mùi nó thì quá muộn, nói gì cả. Vậy cái thời gian các bạn thấy nó chỉ mang cái chất tương đối thôi, còn cái khoảng thời gian này dài ngắn này phụ thuộc rất nhiều yếu tố như tôi vừa nói. Thế thì ở cái giai đoạn này á, nó còn phụ thuộc ngoài ba yếu tố trên ra, ba yếu tố là vị trí cắt này, huyết động này và cái gì nhỉ, cái vị trí tắc này, huyết động và cái gì nữa nhỉ, nó quên rồi, cái tổ chức thông tuần hoàn phụ đấy. Thế thì chúng ta thấy tuần hoàn phụ trong ví dụ trong chấn thương vết thương, tuần hoàn phụ nó vết thương mạch máu tuần hoàn phụ nó nhẹ hơn, nó thương tổn nhẹ hơn thì nó chân được lâu hơn, còn nó chấn thương tuần hoàn phụ nó nặng hơn thì bị lâu hơn. Đấy là những cái ví dụ như vậy. Nhưng ở giai đoạn này ấy, thì có phụ thuộc thêm một yếu tố nữa, hai yếu tố nữa chúng ta sẽ học phần điều trị là gì, là chúng ta có sơ cứu đúng hay không. Nên nếu ở vùng này chúng ta sơ cứu đúng bệnh nhân chưa được mổ ở đây nhưng ta chẩn đoán được ra, chúng ta sơ cứu tốt ở giai đoạn này thì chúng có thể là kéo dài cái đường này, cái vùng này nó rất dài, dài hơn rất nhiều. Cái sơ cứu là gì, là có hai động tác sơ cứu rất quan trọng. Một là mở cân chi, cân cẳng chân. Thứ hai là cho chống đông nếu mà có chỉ định, không bị vỡ gan, không bị chảy đến sỏi não, không bị chấn thương ngực kèm theo, chúng ta dùng mình cho chống đông kèm theo thì cái thời gian cái đường vùng đông nó sẽ dài hơn rất nhiều, dài rất nhiều và có cơ hội để cứu cái chi cho bệnh nhân. Đấy là những cái thế để phân biệt được các cái giai đoạn này thì có cái giai đoạn thiếu máu tôi đã trong bài giảng rồi, ý bốn các thầy đã giảng cho các em rồi, tức là ở cái mức phân biệt giữa thằng này là cái ngọn chi của nó sẽ mất vận động, mất từ cái chỗ giảm, đây là vùng này giảm nó chuyển sang vùng nâu, là khi đó nó vận động cảm giác chi là mất ở ngọn chi. Và nếu mà là do tắc mạch, do tắc mạch không phải do chấn thương vết thương, chấn thương vết thương có thể là do nó va đập và nó sưng nề lên, còn nếu do tắc mạch thì bắt đầu có sưng nề và rất đau, cái bắp cơ nó sưng căng lên mà nó đau thì là giai đoạn là chuyển sang giai đoạn này rồi đó. Thế và khi nào cái chữ y nhỏ nó xảy ra, cái chữ y nhỏ này báo hiệu là cái chi nó hoại tử rồi, là dấu hiệu cứng khớp tử thi, là cái dấu hiệu tôi đặt ra vì có rất nhiều các cái dấu hiệu có xảy ra vào thời điểm này, nhưng có những số hiệu nó có thể xảy ra sớm hơn, có những hiệu nó xảy ra muộn hơn. Thế thì chúng tôi bằng kinh nghiệm lâm sàng, tôi là cái người mổ rất nhiều, có lẽ là nhiều nhất miền Bắc về những cái này khi còn trẻ, bây giờ thế hệ sau các em nó làm thì mình làm mới thấy rằng à bây giờ phải tìm cho các em học sinh những cái một cái khái niệm của nó để nó biết rằng à đến đấy là phải dừng lại, thì đến đấy là có cái dấu hiệu trung thành nhất là dấu hiệu cứng khớp tử thi, mặc dù nó hơi khó xác định một chút nhưng là dấu hiệu rất trung thành để khẳng định cho chúng ta là từ giai đoạn này sang giai đoạn này và là cái bằng chứng pháp lý để cho các em ra quyết định cắt cụt chi cho người bạn.
Đấy là những cái chi đây, hình ảnh này là cái chi thiếu máu bạn thấy không, tím bầm lên thì bắt đầu hoại tử rồi, cứng khớp rồi không đấy, thì có cấp tính chi đấy. Thế thì chẩn đoán xác định của cái thiếu máu cấp tính chi này dựa vào cơ năng này không, giảm mất rối loạn vận động, rối loạn cảm giác này, toàn thân là thông thường là có, nếu mà là do tắc mạch nha, do tắc mạch thì bao giờ cũng có bệnh căn, bệnh căn gì nó gây ra tắc mạch thì bao giờ cũng có toàn thân để tìm cái bệnh căn này, rồi đánh giá thiếu máu chi dưới tắc mạch này, rồi xác định vị trí tắc mạch rồi, rồi là cận lâm sàng, rồi cái này tất cả các đề đọc trong bài giảng lý thuyết tôi có trong sách rồi, cũng không nhắc lại nữa, cái gì tôi nhắc để cho hiểu bài thôi thôi, để tôi nhắc thôi. Chẩn đoán là thiếu máu thì tôi nói ở trên rồi, à, là thiếu máu ở trên thì tôi có rồi. Chẩn đoán phân biệt thì có một số cái nhóm bệnh, ví dụ như là các cái viêm tắc tĩnh mạch chúng ta hay bị nhầm này, thế rồi lóc động mạch chủ, lóc động mạch chủ nó có thể gây thiếu máu chi cấp tính, nhưng mà không phải cơ chế tắc lòng mạch mà là cái lòng giả lóc đè ép nó gây tắc động mạch. Nguyên tắc xử trí là sơ cứu của điều trị thực phụ, chúng ta có cái tài liệu rồi, tôi không nhắc lại ở đây nữa, tôi đọc tài liệu thêm nha. Đi học phải đọc bài trước, đi học nhưng mà đến đây thầy giảng hết những cái này thì không phải giảng 3 ngày không hết được. Đấy là thiếu máu cấp tính chi tắc mạch. Đây là hình ảnh minh họa chúng ta mổ thôi, ví dụ mở được mấy đùi chung kheo này, chúng ta mở ra, chúng ta dùng cái ống thông phong chúng ta đưa xuống bơm bóng rút ngược lôi cái khối ra. Đấy, thấy không? Hình vẽ đây. Hình vẽ này là tôi vẽ lại, vẽ gốc, hình vẽ gốc của bên 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 sách lấy ra là người ta vẽ ngược, tây nó vẽ ngược nhiều hình nhiều lắm ạ, nhiều khi nó không để ý đâu, sách cứ thế duyệt xuất bản quốc tế là no, nhưng mà toàn vẽ ngược. Đây lấy Fogarty ra, đây hình ảnh các cụt chi của bệnh nhân, tôi vẽ hình ảnh minh họa thấy là gì, tắc là nó cắt rất cao so với cái cắt đầu ngón của cái thiếu mãn tính chi, tôi để cái hình cụt là vì thế ý nghĩa như vậy nha. Rồi chúng ta sang cái bài thiếu máu, phần thiếu máu thứ hai là hội chứng thiếu máu mãn tính chi mà chúng ta nói là chi dưới, vì cái chi dưới là gặp đến 90% bệnh lý điển hình, ô chi trên nó phức tạp hơn mà nó ít gặp hơn, nhưng nó phức tạp rất nhiều, chúng ta sẽ học sau chuyên khoa sau, còn chủ yếu chúng ta học cái hội chứng mãn tính ở chi dưới đó, mà tập trung vào nguyên nhân chính là do xơ vữa động mạch thôi, còn những nguyên nhân khác thì do bệnh tự miễn, do tiểu đường thì đái đường thì chúng ta tương đối phức tạp, chúng ta sẽ nghiên cứu ở những cái phần sau nha. Sau này chúng ta ra trường chúng ta làm chuyên ngành này chúng ta sẽ học sau, còn bây giờ trước mắt ta học cái gì là thông thường đã. Thế thì là ta biết rồi là cái thiếu máu mãn tính, khái niệm tôi nói rồi là do cái xơ vữa mạch máu có lắng đọng, bôi lắng đọng mảng xơ vữa ở trên thành mạch và gây được mạch nó hẹp dần lại, mà như là cái đồi núi hoặc cái sơn ấy, chỗ cao chỗ thấp và sẽ dần dần nó sẽ tắc lại. Thế trong quá trình tắc như vậy thì cái hệ thống tuần hoàn phụ nó sẽ phát triển và nuôi được phần chi. Với lâm sàng người ta khám thì tùy theo mức độ tắc mạch mà người ta thấy là chủ yếu là nhìn sờ và nghe thôi, thấy cái chi nó gì da nó khô, có thể có teo cơ và vân, và đặc biệt là chúng ta các dấu hiệu quan trọng nhất là hỏi bệnh có dấu hiệu là thiếu máu, có dấu hiệu đỉnh đau bách hồi. Đau bách hồi là dấu hiệu lâm sàng vô cùng quan trọng để xác định thiếu máu mãn tính chi. Đau bách hồi là khái niệm thế nào thì đọc trong tài liệu nhé. Càng thời gian thiếu máu chi càng nặng thì cái thời gian phải nghỉ đến càng sớm, và quãng đường đấy, cái quãng đường phải nghỉ đến càng sớm và thời gian phải nghỉ càng kéo dài. Ví dụ lúc đầu là đi một cây số mới phải nghỉ, bây giờ đi 500 mét phải nghỉ, đi 300 mét phải nghỉ, đi 200 mét phải nghỉ rồi, và trước chỉ nghỉ 5 phút là chân nó lại ngon lại đi được, và bây giờ khi mình nghỉ 15 phút nửa tiếng nó đi được, đấy là những cái nó thực ra nó gọi là hiện tượng cramp, hiện tượng chuột rút ở cái chi chúng ta khi đi lại nhiều. Giai đoạn thiếu máu thì chúng ta sẽ học ở trang sau, giai đoạn thiếu máu có mấy giai đoạn của thiếu máu mãn tính chi đấy, theo Lafontaine hoặc là theo theo Rutherford là có kết luận khác nhau, thì trong đó cái Lafontaine thì dễ nhớ hơn. Thăm dò chẩn đoán hình ảnh là quan trọng nhất để chẩn đoán cái này, trong đó thì siêu âm đốp le mạch và chụp các lớp mạch đa dãy là cái cực kỳ quan trọng. Thế mà lâm sàng ấy, thì có cái đo huyết áp, có thể đo bằng máy hoặc đo bằng tay huyết áp cánh tay cổ chân để cho chênh áp đi với nhau. Nếu mà cái gọi là BMI đấy, cái gì nhỉ, ABI đấy, thế thì nếu mà đo cái này mà nó dưới 0,9 đấy, trên 0,9 là bình thường, nếu 1,3 là bình thường, dưới 0,9 là bắt đầu có thiếu máu, và dưới 0,7 là thiếu máu rất nặng của chi. Tôi sẽ đọc tài liệu có nói rất kỹ cái này rồi. Các yếu tố nguy cơ thì rất nhiều, thì là béo bệnh, tuổi cao nè, giới tính nam nè, béo bệnh nè, đối lập thì là mỡ máu nè, hút thuốc lá vân vân, một loạt các yếu tố nguy cơ đó, còn nhiều lắm. Về nguyên tắc xử trí của nó thì là về mặt nội khoa, đâu rồi, nguyên tắc xử trí của nó nội khoa là điều trị bằng thuốc giãn mạch rồi điều trị chống đông vân vân, khi nào bệnh ở mức độ nhẹ và theo dõi sát. Nếu mà bệnh ở mức độ hẹp tắc nặng, thiếu máu nặng từ đoạn 2B hoặc là không thể trở lên thì có chỉ định điều trị ngoại khoa hoặc là can thiệp để tái thông lại mạch máu. Hybrid là phương pháp điều trị mới sau này mới phát triển, và đặc biệt ở miền Bắc có lẽ là Việt Đức là đơn vị đi đầu cả nước ở trong lĩnh vực này, thì là hybrid tức là chúng ta kết hợp vừa phẫu thuật vừa can thiệp,
thì chúng ta có thể giải quyết được những thương tổn mạch rất phức tạp. Có chỗ này thì chúng ta sẽ can thiệp, chỗ kia chúng ta sẽ phẫu thuật cho cùng một lần điều trị cho bệnh nhân, cùng một lần điều trị cho bệnh nhân thì sẽ giúp bệnh nhân rất nhiều. Đây là dưới hình ảnh, trên là hình ảnh đo bằng ABI, còn hình dưới này là cái đo bằng cái siêu thuốc le mạch để thấy được cái sóng mạch, thấy là cái hẹp mạch. Đây là hình ảnh chụp mạch sơ vữa, đó không ạ? Đây là cái hùng mạch MSCT, các bạn thấy rằng là cái mạch bên này không, nhưng mặc dù nham nhở nhưng mạch bên này tắc rất nhiều đoạn, tắc suốt từ trên này, mạch chậu cũng bị nham nhở hẹp, cái mạch đùi nông mà tắc hoàn toàn, mạch kheo nham nhở và cẳng chân nham nhở này. Mà mặc dù tắc như thế này nhưng mà chân thì hoại tử đúng ngón này, đấy, hoại tử ngón này. Đấy. Mạch nó nham nhở tắc rất nhiều chỗ, và đây là chụp cắt lớp MSCT dựng hình để đánh giá được cái tiêu máu chi. Đây là mạch chậu này tắc hoàn toàn, đấy, có hoàn toàn. Thế mà chân thì hoại tử tí ở ngón này. Đấy. Những cái chuyện chúng ta thấy rằng là nó rất là điển hình cho cái thiếu máu mãn tính chi nha. Về phân độ giai đoạn thiếu máu chi thì có hai loại, theo Fulton và theo Rutherford. Theo Fulton thì chia là bốn cái nó dễ nhớ hơn. Các bạn chụp cái này mà ghi vào trong máy điện thoại, bản thân tôi là gọi là chuyên gia đầu ngành nhưng mà cũng có nhớ được đâu, nhớ là sao nổi được, rồi mong máng thôi. Nên là lúc nào bí quá thì chẩn đoán là ung thư phổi cũng thế, làm sao mà nhớ hết được. Thì chúng ta mở máy tính ra, mở điện thoại ra đọc nha. Theo là như vậy, giai đoạn nào thì nhớ là giai đoạn 2B trở đi thì là có chỉ định can thiệp đối với theo phân loại công ten này. Đó. Đấy thì là cái mức độ tương ứng của nó là mức độ 2, mức độ 3 gì đấy của cái giao thông phân loại của Rutherford. Đó. Đây là cái phân loại, cái này chúng ta nhớ, cái này là rất cần thiết để khi chúng ta ngồi khám bệnh và ghi hồ sơ cho nó chuẩn, cả thế giới theo cái đấy. Các người các phương điều trị thiếu máu mãn tính chi thì có rất nhiều. Thứ nhất là điều trị căn nguyên và điều trị nội khoa. Căn nguyên là sơ vữa mạch máu, rối loạn chuyển hóa mỡ vân vân, thì chúng ta phải điều trị nó. Nếu không có thì là cái quá trình nó tiến triển nhanh thì gây hẹp mạch, tắc mạch nhanh, rồi cho chống đông để hạn chế cái biến chứng tắc mạch nó gây ra thiếu máu mãn cấp tính chi. Rồi điều trị phẫu thuật, nếu trong đó phần lớn là phẫu thuật có chương trình, có thể cấp cứu ít thôi, chỉ chiếm chủ yếu do các thiếu máu mãn cấp tính chi chúng ta phải mổ cứu. Chứ còn tức mãn cấp tính chi mổ cứu, còn tất cả là mổ chương trình hết. Và chúng ta có rất nhiều cách để phẫu thuật, tí nữa sẽ nói. Can thiệp là cái giải pháp điều trị cũng là phát triển gần đây trên ở Việt Nam, trên thế giới nó khoảng hơn 20 năm rồi, cũng là cái phương pháp điều trị rất tích cực, rất tốt, vì là điều trị rất nhiều cơ thể bệnh khác nhau của thiếu máu mãn tính chi bằng đặt stent, bằng nong, bằng bóng, vân vân. Đối với đặt stent thì người ta rất ít khi làm, đối với mạch dưới gối, mạch trên gối thì đặt stent thì còn được chấp nhận được. Và hybrid là phẫu thuật và can thiệp kết hợp trong cái phòng mổ có máy DNA, có phòng phẫu thuật như thế này, và người ta kết hợp vừa mổ vừa can thiệp, và phương pháp hiện đại nhất bây giờ đã được sử dụng ở một loạt các cơ sở y tế, đặc biệt là bệnh viện lớn như ở đi đầu làn như ở Việt Đức. Có thấy rằng là cái các phương pháp phẫu thuật, cái này tôi phóng to một chút để các em nhìn, không? Đấy, các phương pháp phẫu thuật thì thấy rằng là nó tương đối nhiều, rất nhiều kiểu phẫu thuật. Ví dụ như là chúng ta bắt cầu theo giải phẫu, giải phẫu như là chúng ta nối chủ đùi hai bên này, bằng mạch nhân tạo, nó đúng theo giải phẫu này. Rồi chúng ta bắt cầu đùi kheo chẳng hạn là theo giải phẫu. Có những bắt cầu ngoài giải phẫu, có những cái mạch thương tổn nặng quá chúng ta không xử lý thế này được, hoặc bệnh nhân dài yếu quá rồi, chúng ta sẽ làm phẫu thuật nhẹ hơn, bắt cầu nách đùi, nối động mạch nách và động mạch đùi này, đó. Đấy là những cái bắt cầu đùi đùi, nối từ đùi nọ sang đùi kia để cho giảm nhẹ cái phẫu thuật đi, vì phẫu thuật loại này nó sẽ nhẹ hơn rất nhiều so với chúng ta bỏ bụng bệnh nhân như này. Rồi phân chia đến mức độ khó và tiên lượng, càng ở trên cao thì càng khó, nhưng mà tiên lượng càng tốt, mà càng xuống thấp thì càng phẫu thuật thì khó, nhưng tiên lượng thì rất là dở, vì dưới phải nối mạch dưới thấp này thì kết quả cũng không được tốt lắm. Thế rồi chất liệu cầu nối chúng ta có thể dùng mạch nhân tạo, có thể dùng tùy mạch nhân tạo, có rất nhiều loại loại, có vòng xoắn, không có vòng xoắn, loại trắng bạc, không trắng bạc, vân vân, rồi là loại của hãng sản xuất, được PTFE, rồi Gore-Tex vân vân hả. Thế và chúng ta lại có dùng các tĩnh mạch đối với mạch ngoại vi, những mạch dưới gối này, đặc biệt là mạch đùi và cẳng chân, thì chúng ta dùng tĩnh mạch hiển tự thân cũng là giải pháp tốt. Rồi gần đây ở Việt Đức chúng tôi đã bắt đầu sử dụng Omograft, tức là cái mạch tự thân ở mạch đồng loài, lấy được người cho chết não bảo quản lại sau mang sử dụng cho bệnh nhân, thì cũng áp dụng được cho một số trường hợp. Thế còn cái hybrid thì là cái phương tiện phát triển gần đây từ năm 2011 ở Việt Đức, và hiện tại tương đối là phát triển ở một số đơn vị khác nữa. Tức là chúng ta tiến hành vừa mổ vừa can thiệp, chỗ này thì can thiệp, chỗ kia thì mổ, và giúp được giải quyết rất nhiều thể bệnh phức tạp trong người bệnh. Đối với cái thiếu máu, chúng ta sang cái bài thứ ba trong này, tức là thiếu máu mãn cấp tính chi dưới, hội chứng thiếu máu chúng ta mãn tính chi dưới, chúng ta học mãn cấp tính chi dưới, vì hầu hết nó xảy ra ở chi dưới, hầu hết xảy ra 95% xảy ra ở chi dưới, cho nên chúng ta nói chi dưới đi. Như vậy chúng ta phải hiểu, lúc đầu tôi nói rồi, cơ địa cái nền tảng là xảy ra người hội chứng thiếu máu mãn tính chi dưới, nghĩa là đó là rất hiếm khi gặp cái thiếu máu mãn cấp tính chi dưới ở người người trẻ tuổi, ở phụ nữ,
là những người cơ địa cực kỳ hiếm gặp xơ gấp mạch máu, mà không gặp xơ mạch máu ở tuổi đó thì làm sao thì có máu cấp tính chi được. Thế nên là cơ địa chủ yếu gặp của cái nhóm bệnh mà là nó đang bị xơ gấp mạch máu, đang bị tiến triển của cái thiếu máu mãn tính chi. Thì về mặt lâm sàng ấy thì chúng ta khám thấy cái chi bệnh nhân nó bị dấu hiệu thiếu máu cấp tính chi, có tính chi rất rõ ràng, cũng là chi lạnh, mất vận, giảm vận động, giảm cảm giác, rồi vân vân mất mạch vân vân, không ạ? Thế nhưng mà tuy nhiên là cái tiến triển lại chậm, đến với chúng ta là 3 ngày rồi mà bệnh nhân vẫn hơi đau đau thôi, vẫn ngon tê tê thì nó đau thôi, hơi nhức nhức vừa cũng đau, đau như đau vừa phải, bắp chân thì chưa căng chưa có gì cả. Thì trong trường hợp đó chúng ta phải xác định đó là thiếu máu cấp tính chi, tức là dấu hiệu lâm sàng là giống như cấp tính nhưng mà nó tiến triển chậm. Vì điều trị thì chúng ta có thể xét lấy bằng nước Fabaty nhưng mà tùy, rất là ít khi sử dụng, nếu dùng với hết sức chuyên nghiệp thì biết dùng không có thì thôi. Nhưng mà chúng ta phải sử dụng các biện pháp điều trị như thiếu máu mãn tính chi, đó là gì ạ? Đó là bắc cầu, đó là can thiệp là stent, đó là hút nước khối, hoặc là bắc cầu, hoặc là hybrid, hoặc là vân vân, tạo hình lại mạch máu, bóc mạc xơ vữa, tất cả những cái phụ phức tạp đấy, chứ không thể điều trị bằng không có thi đơn thuần giống như thiếu máu cấp tính chi được. Và tỷ lệ các cụt chi còn cao, mà thấy không, đây là cái hình ảnh của đây này, đen đen này này là hình ảnh rất hay gặp nhất, cái cơ chế này hay gặp nhất này, tức là chi nó tắc hoàn toàn rồi, hoặc là tắc nó đang tiến triển, nó sống tắc hoàn toàn rồi nhưng nó đang sống nhờ cái tổ đoàn phụ rất là tốt qua cái hệ thống này, chân nó sống đi lại vẫn nhanh nhoáng không sao cả. Thế đến đùng bây giờ cái này nó tắc cái tổ đoàn phụ này và nó gây ra thiếu máu cấp tính chi. Nhưng còn cái nhóm mà đang hẹp dở thì tắc cái này thông thường là ít gặp hơn, và chủ yếu là gặp ở những cái chấn thương nhẹ, ví dụ như là gấp gối đột ngột hoặc là ngồi đột ngột thì chúng ta bị cái vùng mạch nó đang xơ vữa nó bong cho nó gây tắc thôi. Thế còn chủ yếu trên lâm sàng ta gặp cái nhóm mà cái chi nó tắc rồi, chân đang sống nhờ cái tổ đoàn phụ rất là tốt thì tự nhiên thì tổ đoàn phụ nó bị tắc. Đấy thì cái nhóm như chúng ta hay gặp trên thực tiễn hơn rất nhiều. Có hai cái chúng tôi nói thêm cho các em về cái hiện tượng để cho nó vui thôi, nó mở rộng kiến thức thôi, là hiện tượng dài đôi của khối, để anh khái niệm này là tôi ông Nguyễn Hữu Ước ông ấm đầu ông đưa ra nhưng mà rất là hợp lý trong quá trình điều trị, ứng dụng trong cái việc sử dụng heparin mà lấy khối động mạch. Thế tại sao trong cấp cứu chúng ta lại sơ cứu lại dùng heparin? Heparin là chúng ta tránh hiện tượng dài đôi của khối, chứ nguyên tắc khi mà đã có một cái vị vật gì mà nó tắc mạch ở đây, hoặc là chấn thương vết thương ở đây, hoặc gì mà tắc mạch ở đây rồi, thế thì cái vùng mà áp lực thấp nhất của cái lòng mạch là sau cái dị vật này, và với cái tốc độ là áp lực thấp như vậy, dòng máu gần như đứng im như vậy thì nó sẽ hình thành nước khối. Cái gì này, cái khối ở đâu, cái khối nó sẽ nối vào cái dị vật phía trên này chứ không, nó không tự hình thành ở bên trong đâu, nó sẽ tìm cái dị vật này là yếu tố kích thích gây viêm và nó nối vào đây, nó dài dần ra, và cái việc dài dần ra rất nguy hiểm vì cái chi sau khi bị tắc ở đây nó đang sống nhờ cái đoàn phụ này. Bao giờ cái nhánh đầu tiên ấy, một hai nhánh đầu tiên là cái nhánh cấp máu chính của cái chi sau khi mà tắc mạch xong. Thế bây giờ vì cái dải đuôi này nó lùi xuống dưới, nó làm tắc những cái mạch chính lại, làm cho cái thiếu máu chi đến đây rất nhiều, trầm trọng hơn rất nhiều. Đấy là cái ứng dụng thứ nhất. Ứng dụng thứ hai là ứng dụng dải đuôi là chính như vậy, chúng ta dùng heparin để chúng ta chặn cái quá trình dải đuôi nó lại, chặn quá trình dải đuôi cũng cho nó dài nữa để cho cái chi sống lâu. Chính như vậy chúng ta dùng heparin thì cái chi sống lâu hơn rất nhiều. Cơ chế thứ hai nó là ứng dụng cái dải đuôi khối để lấy huyết khối động mạch. Lấy khối động mạch chúng ta mới thường do phong cho các tiêu vào nó rút lấy được cục rất to. Chứ sau cho bệnh nhân về em thấy em lấy tốt lắm rồi mà sao lúc sau chân nó lại tắc như cũ. Không phải các bạn không hiểu là gì, khi mà cái mạch nó tắc ấy thì cái mỏng máu phía trên nó phụt xuống đây, mỏng máu phía dưới đây, thế thì đây này nó có một cái tuần hoàn phụ vào đây này đó, tuần hoàn phụ vào đây, và cái tuần hoàn phụ này nó cũng bị tắc do khi huyết khối đi qua đây nó bị tắc, nhưng nó tắc đến đâu, nó chỉ tắc được một đoạn thôi, nó không tắc xa được, vì sao ngoài này máu nó lại phụt ngược lên, nó ép vào cho máu cái cục huyết khối nó không đi xa được, mà nó theo tuần hoàn phụ này mà chỉ dài một đoạn khoảng nửa phân, một phân ở trong lòng cái đầu của những bên này thôi. Thế nên nếu nó nằm đây thì nếu chúng ta lấy Fabaty nó rút, nó chỉ rút được cái thân chính này, cái thành phụ nó không có được. Nhưng nếu sau khi rút cái thân chính xong thì cái áp lực ở trong lòng việc mạch chúng ta kẹp mà, cho nên là trong này không có máu, áp lực nó bằng không, trong khi đó áp lực của thằng động mạch trong này nó vẫn tiếp tục được phun máu, thì chỉ trong vòng khoảng 2 đến 3 phút, dưới 5 phút thì cái áp lực này nó sẽ đẩy cục máu đông nó trôi vào trong lòng mạch. Chính vì vậy chúng ta chờ kiên nhẫn chờ thêm ít phút thì chúng ta lại đưa vào con ti vào, chúng ta lấy chúng ta sẽ lôi được mở vài cái mổ nhỏ nữa, thì lúc ấy mới là sạch thực sự. Thì nếu chúng ta không biết để ý thì chúng ta để cho bệnh nhân về tưởng là xong rồi, về nhà cục này trôi đi nó lại tắc cái mạch phía dưới, thì là đấy là cái hai cái ứng dụng với hiện tượng này đối với khối, phải không? Cái phần bài giảng chính của chúng tôi hôm nay là kết thúc, vì chúng ta có cái tài liệu chúng ta học rồi, chúng ta đã biết tài liệu chúng ta đọc rồi, và đọc tài liệu có cái gì không hiểu nó sẽ hỏi, và đây là các tài liệu mà chúng ta sẽ tham khảo trên trang web, thì có trang web của trung tâm tim mạch Việt Đức, thì là tim mạch.org. Thứ hai là cái trang web rất mới của hội bệnh mạch máu Việt Nam, là cái hội của chúng tôi mới thành lập và tôi là chủ tịch hội.
Thì cái trang web này các bạn có thể tra cứu sớm vì trong vòng ít ngày nữa chúng tôi sẽ khóa lại đối với người không phải hội viên, vì chỉ có hội viên mới được đọc thôi. Những cái này là cái tài sản của hội, cho nên là các em phải tranh thủ đọc ngay, có mấy hôm nữa là nó lại nha. Cái này là tài sản của hội, cho nên là chỉ có hội viên chính thức gần 1.000 hội viên có cái mã số để bảo đọc, những người khác thì không đọc lung tung rồi đi. Thứ hai là những cái từ khóa này, bài giảng triệu chứng học ngoại khoa từ I3 I4 này, rồi bài ngoại khoa từ I3 I4 I6 và rất nhiều, các bạn nào quan tâm mình sẽ phải đọc thêm vào đấy nhé. Thế thì bài giảng thì hết rồi, bây giờ chúng tôi sẽ trao đổi chia sẻ với các bạn những câu hỏi, và các bạn có câu hỏi chúng ta còn hơn 15 phút nữa để trả lời câu hỏi. À, giờ chúng ta có câu hỏi hết rồi, trả bài câu hỏi nào, các bạn câu hỏi đi. Xin mời các bạn câu hỏi nào. Các bạn sinh viên, các bạn nào có câu hỏi không ạ? Cần phóng to lâu nhỉ, quên rồi. Khó quá không câu hỏi được đúng không? À? Khó quá hay sao? Bạn bật camera lên xem nào. Nào những bao nhiêu người đây, 277 người theo dõi cơ mà, ít nhất là ban tổ chức có vài người ở đâu là còn sinh viên hóa đông, các bạn có câu hỏi gì không? À. Thế thầy Đáng xem nhá, những phần chat trong, các bạn có đặt câu hỏi trong phần chat không ấy? trong phần chat có mấy câu nhưng mà không thấy, chỉ hỏi về mạng thôi. À, có một câu hỏi này, thưa thầy khi nào phải cắt cụt trong trường mô chi mãn tính? Cái mô chi mãn tính thì có cái này thì cắt cụt thì nó hỏng, nó hại tử chi thì cắt thôi, nhưng có phải lưu ý một cái điểm này, cái sai ở rất địa phương rất nhiều, đó là chúng ta cắt trước khi chúng ta cấp lại máu nha các bạn, đấy là sai. Vì trong trường hợp mãn tính chi ấy, thì bao giờ cái chi khi nó còn nó hoại tử, ví dụ một cái ngón ấy, thì chúng ta rất khó phân biệt ranh giới giữa vùng nào là vùng vùng còn sống và vùng nào vùng đã chết, có một cái vùng ranh giới. Và nếu lúc đấy chúng ta mang chúng ta cắt cái ngón chân ấy thì là cái chỗ cắt chúng ta không bao giờ liền được. Ai đấy là cái tai vạ cả thế giới là bị mắc, chứ không phải riêng chúng ta, và thực tiễn xảy ra thường xuyên như thế. Các bác sĩ chấn thương ở địa phương cứ thấy ngón cối được ta xẻo ngón đi, nhưng xẻo trong thay băng cả 5 giờ nó không liền, nó dòi bọ nó mọc, nó dòi nó dò mủ nó không hỏi lúc để ra không hỏi được. Vì làm sao, vì vết thương nó muốn liền thì phải được cấp máu, nếu chúng ta không cấp máu của nó thì sao liền được đúng không? Và nó có cái vùng tai tái ranh giới nó dài 20 phân, thậm chí cả đoạn chi nó tai tái như vậy, nó không thể liền được. Chính vì vậy cho nên là cái chi hoại tử người ta cắt cắt đến cái vùng cấp máu, được cấp tái cấp máu rồi thôi. Chính vì vậy nên đối với trường hợp chi hoại tử chúng ta sẽ cố gắng, mà nguyên tắc là cố gắng là mổ hoặc là can thiệp để tái thêm máu trước. Sau khi tái thêm máu xong thì nó sẽ phân biệt rất rõ cái vùng hoại tử rồi và vùng chi sống, và chúng ta cắt ở cái vùng ranh giới của chi sống đó và chỉ định các cụt mới đặt ra. Để chi nó hoại tử ta cắt thôi, nhưng cắt đến đâu mới là quan trọng, có hoại tử đen là cắt, nhưng cắt đến đâu mới là quan trọng. Còn đối với trường hợp hoại tử mà chúng ta đen mà chúng ta không thể cắt được, ví dụ nó một khối vài ngón chân thôi, tối nửa bàn chân thôi, nhưng chúng ta không chụp lên ta thấy không thể nào mà tái thấy máu được, mạch nó hỏng nặng quá, lưu ý bắt buộc chúng ta phải cắt cao lên ở cái vùng được thấy máu, ví dụ lưu ý là cắt lên tận đùi này, hoặc là dưới gối chẳng hạn, mặc dù nó hỏng nửa bàn chân thôi, để làm sao để cái vùng cắt chúng ta nó đủ cấp máu, nó liền được điện nối được, không thì không bao giờ nó liền được. Đấy là cái nguyên tắc cắt cụt trong thấy máu mãn tính chi, nó khác hoàn toàn so với thấy máu cấp tính chi như vậy. Câu hỏi tiếp theo là gì? Dùng chống đông à, chống đông thì trong sách, những cái sách cũ tôi có viết là cái nhóm thuốc chống đông có 3 nhóm chính hoặc là 4 nhóm đấy. Heparin thường, heparin sản xuất bằng trong lượng từ thấp, tức là heparin tổng hợp, rồi nhóm ức chế vitamin K và ức chế tiểu cầu và ức chế tiểu cầu, 4 cái nhóm đó. Trong cấp cứu chúng ta chỉ dùng heparin thường, heparin bằng tác dụng nhanh và dẫn xuất của nó. Tại sao như thế? Nhất là vì là nó là tác dụng ngay, tiêm khỏi người và người là tác dụng luôn. Cái thứ hai là hết tác dụng rất nhanh trong vòng 6 2 đến 6 tiếng, 2 2 tiếng là giảm nửa tác dụng và 6 tiếng hết hoàn toàn. Cái thứ ba là nó có thuốc để trung hòa nó. Chính như vậy thì người ta dùng cấp cứu, người ta dùng thuốc dòng heparin. Tuy nhiên á, trước đây cái đây nhiều chục năm rồi, thế giới người ta sản xuất ra 2 loại. Một loại heparin tiêm tĩnh mạch và một loại heparin là tiêm dưới da, nó gọi là calciparin. Đấy thì có thể dùng tương đương nhau, nhưng từ 15 năm gần đây là người ta bỏ, người ta không sản xuất nữa rồi. Và thế giới chỉ còn các loại
Evalin và các loại. Thứ hai là các Evalin trọng lượng có thể thấp, ví dụ như Lovenox rồi một loạt các thuốc về sau này nữa, cho nên nữa. Và những thuốc đó thì không dùng để cấp cứu được. Vì làm sao? Vì nó không phải không dùng được mà không nên dùng. Tại vì là khi sau khi dùng một người xong thì 2 tiếng sau nó mới có tác dụng. Và khi bỏ thuốc đi thì 18 20 tiếng sau nó mới tác dụng, nên là nó không phù hợp với trong cấp cứu mạch máu, người ta không dùng. Lovenox chỉ dùng trong các trường hợp bán cấp tính, bán cấp cứu hoặc mãn tính thôi. Cho nên là trong cấp cứu thì dùng Evalin mới là tiêu chuẩn. À, xin mời câu hỏi khác. Em thưa thầy là thầy cho em hỏi là cái bây giờ thì những cái phẫu thuật bắc cầu mà ngoài giải phẫu thì có hay dùng, và là nếu mà giả sử như em có thấy là thầy nói là nối từ động mạch nách đúng không? Đùi thì cái đường phẫu thuật của nó hoặc là đùi sang đùi thì sẽ ý là Đấy nó là phẫu thuật vẫn đang dùng tương đối phổ biến, tại vì là chúng ta biết rằng cái bệnh lý mạch máu có hai cái nguyên nhân chính dùng nó. Một là bệnh lý mạch máu xơ vữa từ máu chi mãn tính ấy, tôi nói với em rồi, thì mạch nó thông tổ rất nhiều nơi, thậm chí động mạch chủ nó cũng thông tổ. Cái thứ hai á là nó thường xảy ra ở người bệnh già yếu, đấy là lý do chính chúng ta phải mở một cái mổ lớn vào trong bụng với nước mì người bệnh. Đấy là cái nhóm bệnh thứ nhất. Nhóm bệnh thứ hai á là nhóm bệnh nhiễm trùng, tức là một số cái mạch ở trong bụng, động mạch chủ động mạch chậu nó bị nhiễm trùng, nó bục ra nó thành giảm phình. Và nếu chúng ta mổ, chúng ta thay vào mạch nhân tạo vào cái vùng đấy thì nó sẽ nhiễm trùng nó bục tiếp. Chính như vậy người ta mới thắt quách động mạch chủ lại, người ta bắt cầu ngoài giải phẫu để cấp máu cho chi phía dưới. Đấy là phẫu thuật rất phổ biến, trung bình một tháng ở Việt Đức một tháng có một ca được mổ như vậy, bắt cầu nách đùi và đùi đùi. Cái phẫu thuật đó người ta thậm chí người ta trường hợp có thể làm nó chung gây mê nông, hoặc thậm chí nếu đùi đùi có thể gây tê được, để làm được cái phẫu thuật rất là nhẹ nhàng mà giải quyết được cái thiếu máu cho bệnh nhân. Người ta sẽ đi vào bắt cầu giữa động mạch nách và người ta luồn ra đường nách trước, chạy ra đường nách trước của bệnh nhân và xuống nối vào đùi. Thế tại sao nách trước? Là vì để cho bệnh nhân nằm nó không đi, nó không nằm phía trước ngực rất tiện, nó mất điện để sinh hoạt, nhưng mà nó nằm không nằm nghiêng cho phía bên thì nó có thể ngủ nghiêng được. Nếu mà bệnh nhân về đặt thẳng ra nách ấy, bệnh nhân nằm nghiêng đè bẹp về ngủ dậy thấy chân tối đen xì thì chết dở, đúng không ạ? Nên là người ta làm cái đường chỉnh trách trên cái đường nách trước là có vùng ít bị đè nhất. thầy, vậy là cái đường lối này nó chỉ ở dưới da Đi ở ngay dưới da thôi, đi ngay dưới da thôi. à, Đâu thế nào, thưa thầy dùng luôn có thể thấy cái này mà không rồi là trả lời rồi. Bệnh cảnh của tổ chức nhóm món đến chi có thể là bệnh viêm động mạch chi dưới. Viêm động mạch chi dưới là bệnh lý khác nhá. Bệnh bệnh xơ vữa, bệnh thiếu máu mãn tính chi là bệnh lý trong xơ vữa, xơ vữa mạch, trong xơ vữa mạch là bệnh lý toàn thân, nó bị khắp nơi. Động mạch chủ cũng bị, động mạch chậu cũng bị, động mạch đùi cũng bị, động mạch cẳng chân cũng bị, động mạch bàn chân, động mạch ngón chân bị hết. Nhưng mà tùy theo mỗi một cái giai đoạn bệnh thì nó bị khác nhau. Và thông thường những cái mạch cho xơ vữa ấy, thì cái mức độ hẹp nó đến nó nặng nhất, nó nằm ở cái hệ thống mà phần cuối của động mạch chủ ở phần trên gối của động mạch ở cẳng chân chi dưới, còn phần dưới gối và phần bàn chân thì nó thường đến sớm hơn ở những bệnh lý đái đường. Đấy là những cái vậy thôi, chứ còn nó là các bệnh lý mà nó bị khắp nơi. Thành ra là toàn bộ cái mạch mạch cảnh rồi mạch vành huyết là bị hết nhá. Thế còn đối với bệnh viêm mạch mà chi ấy, thì có rất nhiều thứ như hội chứng Berger rồi tổn thương cao su rồi một cái viêm mạch tự miễn và nhiều thứ khác nữa. Thì cái bệnh lý của nó thì thông thường là hay bị ở mạch chi dưới, có thể ở mạch chi trên. Và thông thường cái mạch bị nặng là mạch xa, tức là vùng cẳng bàn chân hay bị sợ hơn là cái vùng ở trên cao. Và cái cơ chế bị của nó là phần lớn là do cơ chế tự miễn, và tùy theo nhóm bệnh, ví dụ như bệnh Berger hoặc bệnh viêm mạch tự miễn ấy, thì cái mạch ngoại vi nó cứ dày đều lên mà nó hẹp nó tắc lại như đuôi chuột ấy, nó gọi là như hình như đuôi chuột nó tắc lại. Thế còn nếu mà hẹp do cao su ấy, thì là nó nằm ở dưới gốc những cái mạch máu lớn, mạch thận này, mạch tạng này, mạch nội chi dưới này, mạch nội não này, nó bị hẹp đúng gốc gốc nó cứ hẹp nó xù nó gây tắc lại. Đấy là những cái đặc trưng của từng bệnh, nhưng nói chung là nó là như vậy nha. Gì nữa đây? Câu này ứng ở bạn chưa hiểu. Thưa thầy, thầy có thể giải thích thêm cơ chế của mở cân làm chậm quá trình giải đuôi khối không ạ? Mở cân nó không làm chậm quá trình giải đuôi, mở cân cơ chế nó khác em nhé. Chậm quá trình giải đuôi là dùng heparin, còn mở cân đấy là làm chậm quá trình thiếu máu chi bằng cách này này. Khi mà bị bắp chân căng ấy, tức là bị là sao, có hai cơ chế, một là cơ chế chấn thương ta không nói, là làm cho máu tụ rồi từ máu tụ nó chảy máu vào trong phần mềm, nó làm bắp tăng áp lực khoang cơ, nó làm tăng lên. Còn trong trường hợp thiếu máu của chúng ta ấy, là chính cái việc chúng ta cơ chúng ta chết, và chết ấy, nó trương đúng không ạ, cơ tổ chức chết nó sẽ tiết dịch ở xung quanh, nó gây viêm rất là nặng.
và chính việc chết sưng phù lề tiết dịch tổ chức đó nó làm tăng áp lực ở trong khoang lên, và tăng áp lực trong khoang lên nó có cái chi nó bị thiếu máu rất là nặng rồi, cái dòng máu đến nó ít rồi, cái áp lực nó rất là yếu rồi, bây giờ chúng ta lại bị tăng áp lực lên thì chúng ta vô hình dung chúng ta lại chèn cái tuần hoàn phụ không cho đến nuôi cái chi nữa, và chi nó càng cấu nhanh hơn. Đấy là cái cơ chế của cái hội chứng khoang hại tăng áp lực, gọi là tăng áp lực ở trong cái thiếu máu chi nó là như vậy. À, chính vì vậy cho nên là cái việc mở cân ở trong cái tắc mạch chi, chấn thương mạch chi là người ta gây giảm giảm áp lực khoang, và nhờ cái việc giảm áp lực khoang đó thì cái tuần hoàn phụ nó đến nó nuôi cái chi được và kéo dài thời gian thiếu máu chi cho chúng ta, tức là kéo dài cái đường lâu nó dài hơn, chúng ta có thời gian để điều trị cho bệnh nhân. Nào tiếp tục tiếp theo đi. Em thưa thầy ạ, thầy là cho em hỏi về cái khi nào thì mình can thiệp nội mạch, về khi nào thì bắt cầu trong cái thiếu máu mãn tính ấy. Cái gì em hỏi lại thôi, đầu mày nói hơn chưa? Dạ, trong cái thiếu máu mãn tính chi dưới ạ, thì có cái tiêu chuẩn nào mà mình để lựa chọn là can thiệp nội mạch hay là bắt cầu không ạ? À, cái đó thì vô cùng phức tạp. Có một cái định nghĩa rất đơn giản thế này, nếu mà bạn nào muốn học thầy ướp mà học để mổ cấp cứu chấn thương cho mình máu ấy, thì tốt nghiệp Y6 xong đến về học với thầy 1 năm là có thể mổ được. Mổ giỏi không thể mổ được, nhưng mà ngoáy ngoáy mổ là không khâu vá được. Nhưng muốn học mà mổ bắt cầu thiếu máu mãn tính chi của thầy ướp ấy phải ở với thầy 4 năm nhá. Tại sao như thế? Không phải vấn đề là cắt hay khâu hay vá, vấn đề là cái đầu này phải biết bệnh để chỉ định nó đúng, không có là sai là chết. Cho nên là rất là khó, cùng một bệnh nhưng mỗi bệnh nhân chỉ định một kiểu, khác cái nào giống cái nào, tùy theo gì ạ, tùy theo tuổi tác này, tùy theo toàn trạng này, tùy theo mạch thương tổn đây, mấy tầng tầng nào bị ở đâu rồi, mạch họ đi ra làm sao, tùy theo cái cơ địa bệnh nhân, cái cơ chế bệnh nhân, cái mạch tĩnh mạch người ta còn tốt không này, vân vân, rất nhiều thứ để mình ra một quyết định điều trị cho nó đúng, chứ không phải là cái nào cũng giống như là nó không như thế mà có tính chi, nó sẽ có một đường đi thôi. Đây là rất nhiều multi multi choice, và cái này thì mổ, cái này thì chữa thuốc đi, cái này thì phải hybrid, cái này thì can thiệp, thế thì cái điều đó đấy là phụ thuộc. Thế thì ở những cái trung tâm lớn như về Đức ấy, khi mà chúng tôi có trong tay đầy đủ các loại, giống như là chúng tôi có côn này, chúng tôi có kiếm này, chúng tôi có trường côn, nó đoạn côn thì có đủ các thứ trên đời, chúng tôi sẽ chọn cái vũ khí nào mà nó hợp lý nhất để điều trị cho người bệnh, hoặc là phối hợp vũ khí với nhau. Nhưng nếu ở những cái trung tâm á, mà anh chỉ biết về can thiệp thôi, anh chỉ biết về nội khoa thôi, hoặc anh chỉ biết về ngoại khoa thôi, thì thông thường người ta sẽ chọn cái giải pháp nào người ta thấy mạnh, và lúc đó cái chỉ định ở trung tâm này chưa chắc đã giống chỉ định ở trung tâm kia. Đến với chỗ bệnh viện này bảo cái này, đến với thầy ước thì bảo không phải, cái này phải làm cái này kia, vì chúng tôi có multi choice, có nhiều cái chọn lựa. Chính vì vậy đấy là cái hướng phát triển trung tâm tim mạch Việt Đức có được như bây giờ, trong vòng 10 năm, tôi 10 năm tôi là lãnh đạo ở đây là theo cái hướng đó. Tức là gì, có rất nhiều các cái hướng đi lựa chọn, làm nhưng mà làm sao có lợi ích nhất cho người bệnh này thôi, chứ không đưa ra một chỉ định được. Vậy thì cái chỉ định có khi nào, trên nguyên tắc là gì, người bệnh, người tâm lý là người ta rất ngại can thiệp mổ xẻ, thì can thiệp là người ta thích hơn, là tâm lý người bệnh, nhưng người ta phải tính những cái kết quả lâu dài. Nói chung mà nếu mà giữa hai nhóm bệnh tổng kết được với thêm máu chi dưới mãn tính, đối với hai nhóm can thiệp là can thiệp và phẫu thuật, nếu có một cái định nghĩa rất chung thế giới thống nhất, tức là nếu mà bệnh mà còn phẫu thuật được thì nên phẫu thuật, vì kết quả lâu dài phẫu thuật tốt hơn can thiệp rất nhiều. Và đấy rồi, nếu bệnh còn phẫu thuật được thì nên chọn phẫu thuật. Đấy là những cái nguyên lý chung của thế giới là như vậy nha. Nào mời các bạn, khoảng 3 phút nữa, trong khoảng 5 phút đâu, cơ chế đưa con người hết rồi, có câu hỏi gì nữa không, cơ chế giải đuôi con người trả lời rồi. Em thưa thầy ạ, em thưa thầy, vậy thì trong thiếu máu chi cấp tính ạ, nếu bệnh nhân có triệu chứng là căng cứng bắp chân nhé, thì mình có thể mở cân trước đúng không ạ? Tại vì em thấy trong sách, hay là mình phải cắt cụt luôn ạ? Đấy là cắt cụt là khi nào mà cứng khớp với cắt cụt cho em. À, tại vì thế, em thấy trong sách thì có cái chỉ định của cắt cụt có cả các tăng cứng bắp chân, thì em Không, muốn hỏi không là chỉ cần đúng chân, tức là chỉ định sách thì tôi biết, tôi là người duyệt sách thì làm sao có cái từ được. Cắt cụt chỉ đặt ra khi mà cứng khớp giai đoạn, thế còn dấu hiệu của bắp chân căng ấy là dấu hiệu của thiếu máu, tức là đường lâu ấy, thì lúc ấy là chỉ định mở cân tuyệt đối nha, bắt buộc phải mở cân để cứu chi đấy, để bắt đầu mở cân tuyệt đối. Chứ còn nó chỉ cắt cụt chi khi mà hội chứng có cứng khớp tử thi hoặc hoại tử đầu ngón chi thôi, chứ còn đối với bắp chân căng là cái chỉ định bảo tồn, vẫn còn chỉ định bảo tồn. Tuy nhiên là trong quá trình mổ chúng ta phải kết hợp với cắt lọc cơ, mở cân là tuyệt đối. Chứ còn cái nếu mà có cứng khớp tử thi thì đương nhiên là phải cắt rồi, đương nhiên là phải cắt rồi, vì là khi cứng khớp tử thi thì bắp chân nó vẫn căng, nó căng cứng luôn, nó không còn cựa quậy luôn, vì lúc ấy là giai đoạn muộn rồi, thì không những căng mà còn căng cứng, bóp nó cứng nhắc như hòn đá, lúc ấy là cứng khớp tử thi rồi, lúc ấy là phải cắt rồi, đúng không ạ?
để phân biệt rõ ràng, tức là cái dấu hiệu sưng nề đau gấp cơ, nó sưng nề lên, nó đau lúc đầu chỉ đau, nó sưng nề và đau là dấu hiệu rõ ràng là thế. Tôi không nói là căng cứng, còn khi nào mà cứng khớp tử thi thì đương nhiên là cái dấu hiệu gót chân nó vẫn còn căng cứng, nhưng làm sao nó hết được nào? Cứng khớp tức là cái thêm vào thôi, chứ không phải là cái là cái có cứng khớp sẽ hết dấu hiệu kia nha. Có hiểu không? Quá trình tiến triển của các bệnh nó như thế nhé. Rồi, nào, còn last last question thôi nhỉ, còn phút 2 phút nữa còn làm có câu hỏi cuối cùng được không? Không có là thôi nhá, tôi tổng kết bài luôn. Vậy thì chúng ta thấy rằng là có một cái cung cấp cho các bạn một cái thông tin, một cái khái niệm về thiếu máu chi nó rất là giải, rất là rộng. Một thiếu máu cấp tính, thiếu máu mãn cấp tính và thiếu máu mãn tính, trong đó có hai cái nhóm bệnh chính nó cách biệt nhau hoàn toàn, sát nhau hoàn toàn là thiếu máu cấp tính và mãn tính. Còn nó mãn cấp tính chi thực chất nó là cái thể cấp tính của cái thiếu máu mãn tính thôi, nhưng tôi dùng cái từ đó để diễn tả một cái nhóm bệnh mà cái từ cái chẩn đoán nó phải khẩn trương, nó phải nhanh chóng, chứ không được AI như thiếu máu mãn tính được, nhưng mà xử lý lại rất phức tạp, giống như là một cái xử lý chẩn đoán và xử lý phức tạp giống như thiếu máu mãn tính, chứ không phải nhét cái số một đi và rút cái mà khối là khỏi giống như là mãn tính được, cấp tính được. Đấy những cái khái niệm, và để điều trị nó, biết nó thì ta phải có thời gian tu luyện nó, nên ta học để chúng ta biết khái niệm chẩn đoán ít nhất sau này rồi ra trường đi làm bác sĩ đa khoa thì bệnh nhân đến với chúng ta biết à ừ hình như nó là cái này, hình như là cái kia, sơ bộ chẩn đoán thôi, chứ còn để chúng ta đưa ra được quyết định đúng hợp lý thì phải về cơ sở chuyên khoa, mà cơ sở chuyên khoa thì hết sức chuyên sâu về cái lĩnh vực đó. Trong đó thì đối với thiếu máu cấp tính chi thì việc chẩn đoán và xử lý tương đối đơn giản, nhưng đối với thiếu máu bán cấp và thiếu máu mãn chi thì đòi hỏi hết sức chuyên khoa, và trong cái xử lý của nó có rất nhiều multi choice, rất nhiều cái lựa chọn, mà nếu chúng ta một cái bệnh đến đến cơ sở này có thể chọn cái này, có thể chọn cái kia, nhưng chúng tôi trên nguyên tắc chung là nếu có thể mổ được thì mổ tốt hơn là can thiệp, đấy có thế thôi. Nếu có thể vừa mổ vừa can thiệp được thì chọn, nên chọn giải pháp mổ. Mổ không phải cái giải quyết tất cả đâu, nhiều trường hợp không thể mổ được ấy. Đấy với tôi vẫn lắc 10 trường hợp thì không ăn chi, đến với tôi để có 3 trường hợp tôi lắc và không mổ được, về thôi chịu thôi, can thiệp đi đừng mổ, mổ không ăn thua. Thế thì đấy là không mổ được, ví dụ như là đến mà cái thiếu máu chi mà toàn bộ cái mạch từ gối trở xuống nó hẹp như chẳng hạn, em mới tận bàn chân mà chả nhìn thấy mạch tôi như vậy thì anh không mổ được, không biết nối mạch của chỗ nào cả, không biết nói như là lúc đó trường hợp là một là cắt chi, còn nếu bảo tồn thì anh tái thông lại bằng can thiệp thì cái chi có thể sống thêm được một vài tháng hoặc thậm chí 1 2 năm nữa, thì nếu không thì phải cắt chi. Còn nếu mà chúng ta đến mổ không biết cắm vào đâu cả, dưới mạch hỏng hết rồi, bắc cầu thì phải có đường thông, bắc cầu bắc từ vào nọ sang vào kia thì phải có đường quốc lộ nó đi, bắc một cái cầu và đâm vào rừng thì làm sao đi được, đúng không ạ? Gọi là bắc cầu phải thông lại được mạch, cái mạch phía dưới nó phải thông thì bắc cầu, bởi dưới nó tắc thì mà có cầu ở đâu được. Cho nên là đấy là những cái nguyên lý về cơ bản của ngoại khoa chúng ta phải biết được, thì như vậy chúng ta thấy rằng là ngoại khoa nếu còn chỉ định được thì tôi làm ngoại khoa nha. Rồi có lẽ hết giờ, để dành cái diễn đàn cho các thầy khác nha, hẹn các em ở dịp khác có cái gì thì trao đổi thêm với chúng tôi dựa trên mấy cái trong app để hỏi thăm thêm với thầy nha, được chưa? Thế nha, và tạm biệt các em. Dạ, vâng, em cảm ơn thầy. Em chào thầy ạ. Chào thầy ạ. Em chào thầy. Chào thầy ạ. À, chào các bạn.